Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Tùng Sơn. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái bí quyết đó, để làm sao đó các bạn có thể tuyển được referral đó, và có thể thành công hơn được với lĩnh vực về Affiliate Marketing đó. Và như các bạn biết đó, thì chúng ta khi mà chúng ta làm về Affiliate thì chúng ta cần phải làm sao đó phải giúp được cho bên đối tác của chúng ta, họ có thể gia tăng được cái số lượng đơn hàng. Và cái đơn hàng ở đây là gì? Đơn hàng ở đây có thể là những cái lượt đăng ký, cũng có thể là cái lượt đó mà họ cài đặt ứng dụng đó, hoặc là đơn hàng ở đây đó là lượt mua hàng, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn đã đang làm về lĩnh vực Affiliate trong thời gian gần đây thì Sơn đang chia sẻ cho các bạn một vài những dự án như là Tamodo, Coinsbit, Ray, Snappex, hay là tất cả những cái dự án mà Sơn đã chia sẻ với các bạn ở trên kênh YouTube Sơn Piat mà các bạn đang xem video ngày hôm nay. Và Sơn cũng cam kết với các bạn rằng đây là những hình thức đã kiếm được tiền, Sơn đã rút được tiền về ATM. Các bạn cũng có thể là check trên kênh YouTube của Sơn về những cái video hướng dẫn rút tiền để bạn, cái cách mà bạn có thể tìm kiếm đó là bạn tìm với cái tên dự án cộng với từ khóa là Sơn Piat vào cái thư mục tìm kiếm ở trên YouTube thì chắc chắn bạn sẽ ra được những cái video hướng dẫn đấy. Và trên kênh YouTube của Sơn thì Sơn định vị chỉ chia sẻ những cái dự án nào để giúp cho bạn nó tạo được thu nhập thực sự thôi, chứ không có chia sẻ tất cả những dự án mà các bạn phải chạy lòng vòng, đúng không ạ? Và đây là những hình thức mà thực sự đã giúp được cho anh em đã tạo được thu nhập. Nên các bạn biết được tại sao kênh YouTube của Sơn có trên 100.000 lượt đăng ký không ạ? Bởi vì những cái hình thức của Sơn chia sẻ nó rất là uy tín và anh em làm có kết quả, sau đó lại tiếp tục làm theo những dự án của Sơn chia sẻ trong suốt rất là nhiều năm vừa qua. Thì tính thời điểm hiện tại là Sơn làm về lĩnh vực Affiliate Marketing cũng như là về cái kênh YouTube Sơn PS này được khoảng 4 năm rồi các bạn. Được 4 năm rồi đó. Đó thì lần vừa qua thì Sơn cũng có một chào đón một cái nút bạc về với cái kênh YouTube của Sơn. Và ngày hôm nay thì Sơn cũng rất là vui mừng khi mà thời gian vừa qua Sơn đã chia sẻ cho anh em một vài cái cách để làm sao đó các bạn có thể tuyển được referral, đúng không ạ? Và các bạn có thể vào ngược lại cái kênh của Sơn và Sơn có chỉ cho các bạn về ba cái cách để các bạn có thể tuyển được referral một cách hiệu quả và nhanh chóng. Và ngày hôm nay thì Sơn nó sẽ có một vài cái update để chia sẻ cho các bạn thêm về cái cách để bạn có thể tuyển được referral với cả TikTok. Thì bạn hãy xem hết video này nhé. Và nếu như bạn thấy video này có giá trị, hữu ích với các bạn thì đừng quên bấm một nút like. Và nếu như ok, bạn có thể share nó cho những người đồng đội của các bạn đó, họ đã đăng ký vào cái link rep của các bạn đó, để họ có thể là làm được tốt hơn và chúng ta có thể phát triển được cái hệ thống của mình lên, đúng không ạ? Thì ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào cái hướng dẫn. Ok, xin giới thiệu với các bạn, đây là kênh TikTok của Sơn PS. Và cái kênh này thì Sơn bắt đầu được nửa tháng vừa qua. Thì tới điểm hiện tại các bạn đang thấy trên màn hình đó, thì Sơn đã đạt được là 38.900 lượt follower. Và các bạn cũng có thể theo dõi những cái video trước đây của Sơn đã chia sẻ với các bạn về những cách để các bạn có thể tăng được follower nhanh chóng này. Cách làm sao đó Sơn tăng được 35.000 follower chỉ trong vòng 14 ngày này, thì Sơn đã có một cái video chia sẻ trước đó này. Các bạn nhớ follow TikTok thì có rất là nhiều những cái video hay, hữu ích và giá trị. Đó thì bấm follow cái kênh TikTok của Sơn để được nhận những video mới nhất. Rồi thì bây giờ cái cách thì làm sao bạn có thể là thành công được trong những dự án đây. Giả sử đi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái dự án Tamodo. Thì các bạn nó vào cái phần tìm kiếm, sau đó các bạn search từ khóa là Tamodo cho Sơn. Thì trong cái phần này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có rất là nhiều những video mà anh em khác đang làm về dự án Tamodo rồi. Bạn có thể là tìm kiếm trong cái thư mục là hashtag ở đây, sau đó chọn cái đầu tiên. Bây giờ là các bạn có thể kéo xuống dưới này, vô cùng nhiều những video mà trước đây nhiều bạn đã làm với cái dự án Tamodo này rồi. Rồi thì bây giờ là các bạn có thể để ý là những video này, nếu như các bạn bấm vào xem thì các bạn sẽ thấy được dường như anh em không cần phải nói gì hết, mà mình chỉ cần nó là cho những cái video, sau đó nó có thể nó chạy chữ được thôi. Các bạn cũng có thể thấy được cái video gần đây nhất khi mà Sơn đăng lên đó, làm về cái dự án Tamodo đó các bạn. Đây, Sơn kéo xuống cho các bạn coi. Đối với dự án Tamodo, thì đối với cái dự án Tamodo này thì các bạn cũng thấy là Sơn không có cần phải nói bất kỳ cái gì hết. Sơn nó chỉ là cho những cái màn hình mà chạy chữ thôi. Nó rất là đơn giản và dường như ai cũng có thể làm được. Thì đây là một trong những cái cách bí quyết đó mà anh em đang làm với cả TikTok và phát triển lên được là 500 tới 1.000 referral một ngày. Đó. Tuy nhiên là nếu như bạn đăng ký vào chương trình coaching 1-1 thì Sơn sẽ chỉ cho bạn những cái bí quyết, những cái tuyệt chiêu bá đạo hơn để bạn có thể làm sao đó bạn master được với cái lĩnh vực về tuyển referral. Và cũng như là bạn sẽ học được những cái bí quyết còn kinh dị hơn như vậy nữa rất là nhiều. Thì đây là một trong những cái cách
mà Sơn đang làm hiệu quả thôi. Các bạn cũng có thể nhìn thấy lượt follow của Sơn này tăng liên tục các bạn, tăng liên tục và lúc nào cũng có like, lúc nào cũng có người khác vào comment hết. Thì không những như vậy, trên TikTok của Sơn cũng đang chia sẻ rất là nhiều những cái bài học hay, hữu ích và giá trị. Thì các bạn nhớ follow TikTok. Ở trên này thì có nhiều thông tin hay lắm mà đôi khi Sơn chưa chia sẻ trên kênh YouTube bao giờ. Đấy. Bây giờ các bạn nếu như các bạn chưa biết gì về TikTok, các bạn có thể bấm vào cái mục ở đây này, dấu cộng á. Đó, cái mục dấu cộng ở đây thì sau đó thì bạn có thể lựa chọn đăng video lên là 15 giây này, hoặc là 60 giây này, hoặc là bạn cũng có thể upload từ một cái video có sẵn. Upload từ một video có sẵn chỗ này. Đó. Đó, hoặc là upload một cái hình ảnh có sẵn ở đó thì cũng được luôn nha các bạn. Thì TikTok nó khá là đơn giản để làm. Đó, mình thấy được rất là nhiều người bạn trẻ họ đã làm được thành công rồi. Các bạn cũng có thể search với cái từ khóa là kiếm tiền online này. Có dấu hay là không có dấu cũng được. Nếu như bây giờ các bạn nó search với cả cái từ hashtag thì nó sẽ ra dễ hơn nhá. Đây này, các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều những video mà các bạn khác đã làm về kiếm tiền online. Đặc biệt là search ở trong khu hashtag này, kiếm tiền online không dấu á, thì nó sẽ có nhiều người xem hơn này. Đó. Rồi sau đó các bạn kéo xuống dưới đi. Vô cùng nhiều những cái video mà anh em đã làm về về Tambodo cực kỳ nhiều luôn. Thì bây giờ là chúng ta đang phủ hết ở trên TikTok rồi. Đó, bây giờ các bạn hãy triển khai thật là mạnh. Đó, một cái lưu ý nữa đó, các bạn nhớ là khi mà các bạn đã tuyển referral á, thì cái lời khuyên đây á, các bạn tập trung vào những cái referral chất lượng đâu đó khoảng trên 18 tuổi trở lên, hoặc nếu mà chất lượng hơn thì khoảng 20-25 tuổi trở lên. Bởi vì nếu như các bạn đã tuyển những bạn học sinh thì đôi khi nó cái referral nó không chất lượng, các bạn nó không có kinh nghiệm làm, nhưng mà đôi khi nó sẽ mất cái thời gian để các bạn hướng dẫn đi. Nên các bạn có nhìn thấy rằng những video của Sơn thì đa phần là Sơn ghi là 18 cộng trở lên, tức là phải dành cho độ tuổi 18 trở lên thì mình mới tuyển, đúng không? Chứ còn nếu mà bây giờ các bạn cũng nhận vào thì đồng ý là các bạn có nhiều referral đấy, nhưng mà cái referral nó không chất lượng, đúng không ạ? Rồi thì cái video này thì Sơn sẽ kết thúc ở đây và chúc các bạn thành công với cả TikTok nhá. Ok, và đó là cái hướng dẫn của Sơn. Thì bây giờ cái việc của các bạn đó là các bạn cần phải bắt tay vào làm đi. Các bạn hãy đăng ký một cái tài khoản TikTok, các bạn tải nó về trên ứng dụng Android hoặc là iOS đều được nhá. Rồi sau đó bước tiếp theo, bạn hãy đăng ký cho các bạn một cái tài khoản và hãy thay đổi cái avatar ảnh đại diện làm sao cho nó uy tín đẹp mắt, và tốt nhất là để avatar chính chủ thì nó sẽ nhìn uy tín hơn rất là nhiều. Cái bước tiếp theo thì bạn hãy bắt đầu bạn đăng những cái video giống như vừa nãy Sơn đã hướng dẫn cho các bạn, đã chỉ cho các bạn rồi đó. Cái cách tốt nhất đó là bạn hãy follow theo những người đã thành công, hãy đăng ký cái kênh TikTok của Sơn để thường xuyên Sơn sẽ cập nhật những video mới để giúp cho các bạn làm sao đó các bạn có được có nhiều người xem trên với cả TikTok, nhiều người đăng ký các bạn ở trên những cái video trên TikTok. Ok không các bạn? Rồi nếu như các bạn thấy video này giá trị thì đừng quên đăng ký kênh YouTube của Sơn để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới, và hãy quay ngược trở lại cái kênh YouTube để xem lại những cái dự án mà trước đây Sơn đã chia sẻ cho các bạn, và hiện tại thì đang có rất là nhiều những dự án đang thành công. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.